đây là cơ sở sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Yến sào Kon Tum ở tổ dân phố 1, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum. Được biết, cơ sở Yến sào Kon Tum bắt đầu nuôi yến từ năm 2018. Sau một thời gian thấy sản phẩm có hướng phát triển tốt, công ty trách nhiệm hữu hạn Yến sào Kon Tum đã bổ sung các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm định chất lượng và được công nhận là sản phẩm OCOP hạng 3 sao, 4 sao vào năm 2020. Với các sản phẩm như Yến Tinh Chế, Yến sâm, Yến Kids Trẻ Em, Yến Trưng Có Đường và Yến Trưng Không Đường. Từ khi tham dự chương trình OCOP của tỉnh, sản phẩm Yến sào Kon Tum được biết đến nhiều hơn. Nhiều khách hàng tìm mua vì sự uy tín, thương hiệu. Sản phẩm được chính quyền địa phương tạo điều kiện để được tham gia các hội chợ lớn, nâng tầm thương hiệu, tạo động lực để phát triển trên thị trường quốc tế. Để đạt thương hiệu OCOP, thời gian qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Yến sào Kon Tum đã tiến hành nhiều quy trình, đặc biệt là đăng ký giấy phép kinh doanh, kiểm định chất lượng yến, kiểm định đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ đầu năm đến nay, công ty đã tiếp tục đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị, nâng cao chất lượng và nhiều yếu tố cần thiết khác để nâng hạng sao cho sản phẩm, kết hợp với người dân địa phương nuôi yến để lấy tổ, tạo sản phẩm cung ứng cho thị trường. Sau khi năm 2020, chương trình OCOP được phát triển ở tại tỉnh Kon Tum, thì ngay như đơn vị chúng tôi cũng đã tìm hiểu rất là kỹ về cái sản phẩm OCOP. Thế nào là cái sản phẩm OCOP? Sau khi mà chúng tôi tìm hiểu được cái sản phẩm OCOP thì chúng tôi đã cùng cán bộ công nhân viên chức đã tập trung vào làm đúng theo cái quy trình của chương trình mỗi xã phường một sản phẩm. Ngay từ cái khâu đầu tiên là như là về vấn đề an toàn thực phẩm, về quy trình sản xuất ra được từng cái sản phẩm để đạt theo đúng cái tiêu chí của sản phẩm OCOP. Sau khi đạt được những cái sản phẩm OCOP thì chúng tôi thấy có cái lợi thế về cái sản phẩm OCOP, đó là được đưa lên tất cả những cái sàn thương mại điện tử trong nước cũng như là quốc tế. Cái thứ hai là những cái hội nghị lớn của trong nước cũng như nước ngoài và hệ thống báo chí của truyền hình trên cả nước cũng đưa tin về những cái sản phẩm này và được tiếp cận rất nhiều đến với những cái hãng siêu thị như là hoặc là những cái trung tâm hội nghị lớn. Yến Trưng Có Đường và Không Đường là hai sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Yến sào Kon Tum được cấp chứng nhận OCOP đạt hạng 4 sao năm 2020. Đến nay, sản phẩm đã hết hiệu lực công nhận sản phẩm OCOP. Việc tái công nhận sản phẩm OCOP sau khi hết hạn đã và đang được công ty hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, cũng như quy trình sản xuất để làm ra sản phẩm có chất lượng tốt hơn. Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP mới, nhất là với sản phẩm 4 sao, cần nâng cấp một số tiêu chí. Thời gian qua, trong quá trình hoạt động, công ty trách nhiệm hữu hạn Yến sào Kon Tum đã di rời xưởng sản xuất nên việc cấp lại chứng nhận ISO về sản xuất, bổ sung truy xuất nguồn gốc điện tử và tiêu chí cứng về vùng nguyên liệu doanh nghiệp sẽ tổ chức đánh giá lại. Doanh nghiệp đang nỗ lực tái cơ cấu, chuẩn hóa sản phẩm và đưa tất cả các sản phẩm của doanh nghiệp thành dòng sản phẩm cao cấp. Theo cái cá nhân của tôi nghĩ thì để cái tiêu chí mà đạt đúng cái sản phẩm OCOP bây giờ ấy, thì cũng có nhiều đơn vị là cũng đang còn có khó khăn. Thứ nhất về những cái vấn đề đầu vào để cái quy trình sản xuất của họ là chưa được đủ cái công nghệ tiên tiến và hiện đại, như là từ cái nguồn nước, còn khâu đầu vào, cái mã vùng trồng cho những cái sản phẩm mà họ đang cần phải làm. Đó, trước đây thì cái mã vùng trồng thì cũng chưa nhất thiết lắm, nhưng mà bây giờ cái quy định mới là cần thiết phải cấp được những cái mã vùng trồng hoặc là những cái quy định nó khắt khe hơn. Nhưng chính vì cái vấn đề này thì sẽ nâng tầm cái sản phẩm nó ra thị trường để cho người tiêu dùng người ta yên tâm và tin tưởng lựa chọn về cái sản phẩm OCOP. Khó khăn nhất để đạt được đúng cái tiêu chí của cái sản phẩm OCOP mới ấy, đòi hỏi khắt khe về cái quy trình sản xuất của một sản phẩm, là cái dây chuyền sản xuất, cái máy móc phải áp dụng cái công nghệ hiện đại nhất để đưa ra một cái sản phẩm, thứ nhất để đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm. So với cái thời gian trước đây, từ khi mà công ty nhập dây chuyền sản xuất về thì bản thân tôi thấy thứ nhất là nó làm giảm, tức là giảm hoạt động thủ công, tức là chúng tôi không cần phải sử dụng chân tay nhiều, và nó áp dụng dây chuyền hiện đại, cho nên là sản lượng cũng như là chất lượng của sản phẩm thì nó sẽ là, thứ nhất là số lượng thì sẽ là được đạt số lượng cao hơn, rồi chất lượng sản phẩm sẽ đảm bảo hơn. Ví dụ như là ở công đoạn là bốc hủ thì cấp hủ á, thì trước đây thì nếu như mà không có máy móc nâng, có máy nâng đó thì chúng tôi là phải sử dụng hoàn toàn bằng tay để là đưa những cái khay hủ như thế này lên ở trên máy cấp hủ. Nhưng mà khi có máy á, thì nó sẽ máy nâng đưa chuyền hủ những cái khay hủ này lại đây gần hơn, thì tức là mình sẽ giảm được sức lao động, và thứ hai là sẽ nhanh hơn. Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP có giá trị trong thời hạn 36 tháng. Sau thời gian này, các chủ thể phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận lại. Quy định là vậy, song vì nhiều lý do, đến nay việc công nhận sản phẩm OCOP đang gặp những trở ngại. Nhiều chủ thể chưa chủ động làm các thủ tục để được cơ quan chức năng đánh giá công nhận lại. Qua ghi nhận thực tế ở các chủ thể và so sánh với bộ tiêu chí đánh giá trước đây, phần lớn những khó khăn vướng mắc ở quy mô sản xuất và điều kiện về chứng nhận sở hữu trí tuệ. Cụ thể, các chủ thể phải có năng lực quy mô sản xuất trung bình trở lên, trong khi bộ tiêu chí chưa quy định quy mô thế nào là nhỏ, trung bình hoặc lớn. Về điều kiện chứng nhận sở hữu trí tuệ, quy định sản phẩm 4 sao phải có giấy chứng nhận đăng ký sở hữu trí tuệ, trong khi thủ tục để được cấp rất lâu. Đơn cử như giấy chứng nhận sản phẩm bún tươi của hộ kinh doanh Bún Bà Lành ở phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum đã hết hạn đầu năm 2024, nhưng đến nay chưa được công nhận OCOP 3 sao. Qua trao đổi làm việc, chị Phạm Thị Hồng Ly, chủ hộ kinh doanh Bún Bà Lành cho biết, việc được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP có ý nghĩa rất lớn trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của hộ gia đình trong thời gian qua. Tuy nhiên, từ đầu năm 2024 đến nay, về phía hộ kinh doanh tập trung cao để hoàn thiện hồ sơ nâng cấp sản phẩm từ bún tươi lên bún khô nên chưa quan tâm đến sản phẩm đã đến hạn cần công nhận lại. Hộ gia đình đã có kế hoạch để được chứng nhận lại đối với sản phẩm này trong thời gian tới. Sản phẩm đặc trưng của từng vùng miền á, thì tại chỗ mình nó bị khó khăn này nè, bún của mình chỉ để trong ngày là 24 tiếng thôi. Chỉ có gia đình nào người ta mua về người ta bỏ tủ lạnh thì người ta có thể ăn được 2 ngày. Nhưng mà sản phẩm này nó có một đoạn là khi giám khảo chấm điểm á, nó có điểm là gọi là xuất khẩu ra nước ngoài hoặc là xuất khẩu ra khỏi tỉnh, thì nó có một đoạn điểm. Mà bây giờ sản phẩm bún của mình thì chỉ trong 24 tiếng thì làm sao mà ra khỏi tỉnh mình mà đi tới các nước rồi đâu có được. Cho nên là ban giám khảo có hướng nói là nếu mà cơ sở Bún Bà Lành sản xuất thêm của sản phẩm nữa mà có thể làm cho thành khô lại thì có thể đảm bảo tiêu chí là bỏ được 1 năm hoặc là 6 tháng vẫn bảo quản được vẫn tốt á, thì nó sẽ hiệu quả hơn khi mà đi thi bún tươi. Thì cơ sở vẫn ghi nhận, vẫn là mình xác định là mình sẽ làm thêm hàng khô để mà đi thi. Nhưng mà đúng đợt này thì là bún đang hết hạn cho nên mình vẫn đăng ký lại. Tỉnh Kon Tum hiện có 236 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên còn hiệu lực. Trong đó có 1 sản phẩm được công nhận 5 sao cấp quốc gia, 6 sản phẩm tiềm năng 5 sao đang đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá, 14 sản phẩm 4 sao. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 80 sản phẩm đủ 36 tháng gắn sao OCOP. Song, điều đáng nói là mới chỉ có 13 sản phẩm được công nhận lại, còn lại 67 sản phẩm chưa được các chủ thể đề nghị đánh giá lại. Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới, việc nhiều sản phẩm OCOP chưa được đánh giá, công nhận lại xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, yếu tố chủ quan là do nhiều chủ thể chưa nắm rõ quy định. Xem sản phẩm được công nhận đặt sao OCOP là lâu dài, cứ thế sử dụng. Bên cạnh đó, có chủ thể ngại làm hồ sơ thủ tục vì mất khá nhiều công sức, thời gian và chi phí, nên không mặn mà với việc đề xuất đánh giá, phân hạng lại sản phẩm. Về khách quan, các sản phẩm OCOP hết hiệu lực chủ yếu được công nhận từ năm 2019-2020 theo bộ tiêu chí cũ. Nhưng hiện nay, chính phủ đã ban hành bộ tiêu chí mới với nhiều nội dung tiêu chuẩn khắt khe hơn. Đặc biệt, sản phẩm OCOP 4 sao có thêm một số tiêu chí cứng về môi trường, sở hữu trí tuệ, chứng nhận chất lượng là những tiêu chí khó và cần nhiều thời gian để thực hiện. Trong khi đó, hầu hết các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh đều có quy mô sản xuất vừa và nhỏ, tiềm lực kinh tế không mạnh nên việc đầu tư hoàn thiện quy trình để đáp ứng các yêu cầu theo bộ tiêu chí mới đang gặp nhiều khó khăn.